cái bến chỗ mình dừng cho bạn. Lớn đó, mình tới rồi đó các bạn, mình tới bệnh viện Triệu An. Triệu An là cái bệnh viện mà bác sĩ nước ngoài cấp đó các bạn, bác sĩ nước ngoài cho nên là chi phí cao lắm, viện tư chi phí cao nhưng mà trị bệnh hay. Rồi sau này nghe nói là giá cao quá cho nên là bác sĩ bác sĩ giỏi cũng đi bớt rồi. Nè bệnh viện Triệu An là họ đó, khu cấp cứu đó các bạn, khu cấp cứu nè nè khu cấp cứu bệnh viện Triệu An. Tới bệnh viện Triệu An là gần tới bến xe, gần tới bến xe miền Tây đó các bạn. Bệnh viện Triệu An, cái bệnh viện hồi trước là còn là bác sĩ hợp đồng, bác sĩ nước ngoài không, bởi vậy chi phí cao rồi. Sau này chi phí cao quá người dân chịu không nổi nè, bánh xe miền Tây, bánh xe miền Tây nè, đây là bánh xe miền Tây nè, bút nào đó, bánh xe miền Tây 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 đó. Bến xe miền Tây này, từ bến xe miền Tây này là tất cả các tỉnh ở miền Tây đi về đổ ở bến xe này, riêng tỉnh Long An thì đi đổ ở bến Chợ Lớn. Bến xe này là bến xe mà đi xuất bến từ bến xe miền Tây.
tới đây mình hết biết rồi. Tới đây mình hết biết rồi. Sáng còn sớm.
mới 7 mấy 8 giờ đó, tới đèn đỏ đó, đó tới đèn đỏ để xe máy chạy ớn đời luôn đó, tới đèn đỏ xe máy dần dần đèn đỏ dần đặt nghẹt qua đèn đỏ xe máy chạy đèn đỏ qua đèn xanh rồi xe máy chạy. Còn chút xíu nữa là tới, chút xíu nữa là tới bến xe, bến đổ bến xe chở lớn. Sài Gòn mình đi giờ giấc sáng này mình phải trừ hao cái thời gian kẹt xe nữa. Đó, như xe quá chừng vậy đó, đi đâu có đi nhanh được. Phải trừ hao mới được. Đó, đèn xanh, xanh bật rồi nha. Đèn xanh bật rồi đó. Đèn xanh bật rồi. Mình đeo đồng lại. Bán thanh long rồi, lúc này thanh long rẻ. Trung Quốc người ta có trồng thanh long rồi, người ta không, bây giờ người ta không mua thanh long mà hạn chế mua thanh long ở Việt Nam mình, cho nên mấy người mấy đám thanh long mình nó ế nó rồi nó ế nó phá sạch rơm.